Đối với nước bạn láng giềng Trung Quốc thì cái phương châm quan hệ giữa hai nước đã được lãnh đạo đảng và nhà nước hai nước đưa ra cái phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng. Các bạn có thấy 16 chữ vàng nó rất là tốt đẹp, và chúng ta cùng nhau phải xây dựng, phải củng cố để hướng tới một mối quan hệ theo đúng 16 chữ và cái phương châm 4 tốt. Trong cái quá trình xây dựng và củng cố mối quan hệ đó thì đương nhiên sẽ có những khó khăn và những thách thức. Phía Việt Nam luôn luôn thực tâm, chân thành và nỗ lực hết sức để phấn đấu để xây dựng mối quan hệ dựa trên phương châm 16 chữ vàng đó. Và chúng ta cũng mong rằng phía Trung Quốc cũng như vậy. Bây giờ chúng ta có thay đổi cái phương châm hay không thì tôi đã nói các bạn chúng ta phải phấn đấu hướng tới cái đó. Nhưng mà những chữ đấy nói là những chữ vàng bởi vì chắc là cũng có ý muốn so sánh là quý như vàng. Nhưng mà các bạn nhà khoa học thì chắc biết hơn tôi, mà chẳng cần khoa học đâu, dân cũng biết vàng cũng không phải là quý nhất. Kim cương còn quý hơn vàng đúng không ạ? Nhưng mà có một cái thứ nữa còn quý hơn cả kim cương nữa. Các bạn biết là gì không ạ? Đấy là lời Bác Hồ nói có 4 chữ thôi, là độc lập tự do. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Vàng có kim cương quý hơn vàng, và có thể có nhiều thứ quý hơn kim cương, nhưng mà trên hết không có cái thứ gì quý bằng độc lập tự do. Chúng ta trân trọng nâng niu tình hữu nghị giữa hai dân tộc, và chúng ta chân thành thực tâm và nỗ lực hết mình để xây dựng mối quan hệ dựa trên 16 chữ vàng đấy. Nhưng mà độc lập tự do của dân tộc thì đúng như lời Bác dạy, đấy mới là thứ quý nhất. Và chúng ta làm sao vừa phải xây dựng được cái mối quan hệ với tất cả các nước hữu nghị, và đặc biệt với nước bạn láng giềng Trung Quốc trên 16 chữ vàng đấy, đồng thời phải giữ được cái thứ quý giá và vô giá của dân tộc chúng ta. Và chúng ta phải làm đồng thời hai cái việc này. Và đấy mới là cần không chỉ lòng yêu nước, không chỉ sự sẵn sàng hy sinh, sự đoàn kết, mà như tôi nói với các bạn ban đầu là rất cần một sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ. Và tôi nhắc lại, trong tất cả các cuộc kháng chiến trước đây từ nghìn năm trở lại đây của Việt Nam, chúng ta thắng bởi vì có nhiều yếu tố, nhưng mà trong đó chắc chắn là phải có trí tuệ. Bản lĩnh rồi nhưng phải trí tuệ, hết sức tỉnh táo. Không thể là bộc phát, không thể là quá khích một cách bùng nổ. Có những thứ chúng ta làm tưởng là tốt nhưng mà có khi lại không tốt. Thì các bạn hãy tin rằng Đảng và Nhà nước chúng ta đã có những cái bước đi rất là khoa học, rất là chắc chắn để làm được cái điều như tôi vừa nói. Xin cảm ơn các bạn.